Xong trận đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay thì còn trong kho lục ra còn được vài bộ cốt bắn trước sau tồn kho của Rim Thái nha. Cốt số 10 thì bộ này phải gọi là đỉnh cao rồi. Trước mình để dành không có bán nữa. Bây giờ đâu có anh em hiếm khi thấy mình đăng lắm. Để dành đó, thì nay thôi em ra thanh lý cho anh em đó. Phải nói là cực phẩm luôn nha. Loại này là cực đẹp luôn. Quay cho anh em sẽ coi này. Đấy, anh em thấy không? Đầu số 10 nha. Đầu số 10 căng đét luôn, mới 100% nha, mới 100% tồn, mới 100% chưa qua sử dụng nha. Nói chung là loại này thì anh em không phải nghĩ rồi ha, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì giá của nó cũng rất là phải chăng cho anh em thôi, chỉ có 800.000 một cặp thôi. Thì anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ với Đạt nha. Cái loại này thì anh em kiếm không bao giờ có đâu. Đấy, cái đầu số 10 này thì anh em kiếm không có đâu nha, thật sự hiếm. Có thì cái này nó vẫn có mà nó rất ít khi có nha, rất ít người có. Chứ không phải là ai cũng có cái loại này nha. Còn loại này anh em ra tiệm phụ tùng họ là không bao giờ có đâu. Cam kết 100% anh em là không bao giờ có nha. Đấy, thì giá của nó là 800 ngàn một cặp nha. Anh em nào muốn mua có thể liên hệ với Đạt nha. Giá là cực kỳ ok, nhưng mà loại này thì cốt nó vàng anh em. Cốt dạng cốt vàng vàng đẹp lắm. Cái này anh em nào có nhu cầu thì vô xe thì thôi khỏi nói rồi. Loại này vô xe thì đỉnh của đỉnh luôn. Thì anh em nào muốn dọn mà mấy cái cốt này, tại vì đa số là xe mà đi thời gian là cái cốt này nó bắt đầu nó đen ha, còn đi dạng xe 20-30 năm thì chắc chắn là cốt này nó muốn ban rồi, vặn ra vặn vô nhiều để thay lốp xe rồi thay nhôm xin nhĩa rồi thay bố thắng này kia, thì nói chung là vặn nhiều thì nó cũng tè hết đầu rồi. Thì anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ mình. Với lại cái cốt này thì nó nhiều xe nó bị đen đó. Cái này nó là cốt số 10 nha anh em, đừng so sánh với những loại cốt số 0 giúp mình. Cốt số 10 nha anh em nhé. Đây, anh em thấy không? Đầu số 10 cho nên là nó sẽ khác biệt hoàn toàn, không giống đầu số 0 đâu. Đầu số 10 đây nó này đó, anh em thấy không? Đầu số 10 nhá. Loại này thì thôi đừng nói cái chất lượng này, cực kỳ đỉnh luôn. Rồi ok, thì anh em nào muốn mua liên hệ mình nha. 800.000 một cặp nha anh em nhá.